Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chiến lược sống chung với virus Covid-19 mở cửa trở lại từ ngày 15 tháng 9. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chuyển từ chiến lược khống chế tuyệt đối sang sống chung với virus và mở cửa kinh tế trở lại từ ngày 15 tháng 9 sau nhiều tuần phong tỏa. Hãng thông tấn Reuters đưa tin hôm 3 tháng 8 dẫn nguồn đề xuất dự thảo của chính quyền địa phương theo kế hoạch chưa được phê duyệt trung tâm kinh tế của Việt Nam với 9 triệu người đang nhắm đến mục tiêu nối lại các hoạt động kinh tế theo từng giai đoạn và tiêm phòng cho hơn 70% dân số đến cuối năm nay. Dự thảo đề xuất thành phố Hồ Chí Minh chuyển qua chiến lược sống chung với virus, tập trung vào việc phục hồi nền kinh tế, đồng thời duy trì các quy trình nghiêm ngặt về sức khỏe. Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch sẽ được cấp các khoản vay lãi suất thấp và các giảm thuế. Chính quyền trung ương vào tháng trước đã điều quân đội thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ công tác kiểm soát dịch, thực hiện lệnh phong tỏa cấm người dân rời khỏi nhà. Tính cho đến lúc này, chưa đầy 3% dân số khoảng 98 triệu người Việt Nam đã được tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine. Việt Nam đặt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 70% dân số trong năm nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm thứ Tư cảnh báo rằng Việt Nam có thể phải đối mặt với một trận chiến kéo dài và không thể dựa vào việc đóng cửa và cách ly vô thời hạn. Người đứng đầu chính phủ cũng thừa nhận khả năng Việt Nam sẽ phải sống chung với COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh bác tin mở cửa lại vào ngày 15 tháng 9, nhưng dân vẫn lo. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh hôm 5 tháng 9 chính thức lên tiếng bác tin thành phố sẽ mở cửa cho các hoạt động kinh tế trở lại bình thường vào ngày 15 tháng 9 tới đây. Đồng thời cũng bác bỏ tin rằng người nào tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 mới được ra đường. Hôm 3 tháng 9, hãng tin Reuters cho biết theo một dự thảo chiến lược chưa được duyệt, thành phố với 9 triệu dân có kế hoạch sẽ sống chung với virus COVID-19 và sẽ mở cửa trở lại vào ngày 15 tháng 9 tới đây sau nhiều tuần phong tỏa. Một số người dân thành phố cho Đài Á Châu Tự Do biết họ đã nhận được thông báo từ chính quyền địa phương thúc giục họ đi tiêm vaccine VeroCell của hãng Sinopharm Trung Quốc. Thông báo mà người dân nhận được thậm chí còn nói rõ sau ngày 15 tháng 9 năm 2021, khi các hoạt động kinh tế được mở cửa trở lại, chỉ có người được tiêm vaccine mới được đi làm. Có thông báo còn cho biết, những người không tiêm vaccine sẽ phải tiếp tục thực hiện giãn cách tại nhà nếu ra đường sẽ bị xử lý theo quy định. Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình dịch bệnh hôm 5 tháng 9, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố cho biết, những thông tin trên là sai sự thật. Theo ông Hải, đối với thông tin về việc tiêm vaccine, thành phố chưa có chủ trương về việc này. Nhưng những người dân thành phố hiện vẫn rất lo lắng, phần lớn là vì phải tiêm vaccine Trung Quốc. Nhiều người dân không muốn tiêm vaccine Verocell vì không tin vào chất lượng loại vaccine này. Trong khi đó, từ ngày 4 tháng 9, báo chí trong nước đã đồng loạt đưa tin về tình trạng hết vaccine Moderna, khiến nhiều người đã tiêm mũi 1, giờ không thể tiêm mũi 2 thậm chí đã có đề xuất tiêm trộn hai loại vaccine khác nhau. Một người lao động ngoại tỉnh ở thành phố Hồ Chí Minh nói với RFA với điều kiện giấu tên vì an toàn rằng người này đã thất nghiệp 3 tháng nay và giờ chỉ muốn đi làm. Tuy nhiên, theo thông tin từ phường mà người này nhận được thì chỉ có tiêm đủ hai mũi vaccine thì mới được đi làm. Vì vậy, việc lựa chọn không tiêm vaccine Trung Quốc là gần như không thể. Đây cũng không phải là lần đầu tiên giới chức thành phố Hồ Chí Minh bác bỏ tin về tình hình dịch bệnh COVID ở thành phố. Hôm 4 tháng 9, khi có tin đồn trên mạng xã hội rằng thành phố sẽ phong tỏa lãnh đạo thành phố, báo đài trung ương ngay lập tức bác bỏ tin này. Nhưng vào ngày 7 tháng 7, lãnh đạo thành phố lại thông báo sẽ thực hiện giãn cách từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Điều này làm nhiều người dân thành phố khó chịu vì họ cho rằng chính quyền thành phố không cho họ đủ thời gian chuẩn bị cho thời gian giãn cách, thậm chí nói dối về việc sẽ thực hiện giãn cách. Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên trong buổi làm việc với quận 7 hôm 5 tháng 9 cũng nói rằng không thể cứ lo dịch mà không lo sản xuất, phải bảo vệ sức khỏe của nền kinh tế. Cho nên phải bảo vệ sức khỏe của nền kinh tế không để lộn bại. Ví dụ, vẫn phát sinh những trường hợp F0, nhưng khi phát hiện F0 thì sẽ tự điều trị với sự hỗ trợ của y tế và sau đó tiếp tục quay lại đời sống bình thường. Thành phố sẽ giao cho các cơ quan nghiên cứu như đội ngũ khoa học, y bác sĩ, xã hội học, tâm lý học, nghiên cứu tất cả những vấn đề liên quan đến con người và môi trường sống trong bối cảnh có dịch. Việc đóng cửa phong tỏa toàn thành phố thời gian dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp tại thành phố. Theo truyền thông nhà nước, tính đến ngày 3 tháng 9 năm 2021, đã có gần 3.500 doanh nghiệp Vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh ký vào thư trực tuyến kêu cứu gửi đến chính phủ vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong 8 tháng đầu năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 24.000 doanh nghiệp dừng kinh doanh, chiếm 28% cả nước, tăng 6.6% cùng kỳ năm 2020. Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội từ ngày 6 đến ngày 21 tháng 9. Ngày 3 tháng 9 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra thông báo gia hạn lệnh giãn cách xã hội từ ngày 6 đến ngày 21 tháng 9 để phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, thành phố sẽ áp dụng lệnh giãn cách triệt để đối với 10 quận huyện và giãn cách một phần đối với 5 quận huyện khác. Trước đó, chính quyền Hà Nội cũng thông báo về việc phân vùng ứng theo cấp độ nghiêm trọng của dịch bệnh, với vùng màu cam được cho là nghiêm trọng nhất, theo sau là vùng màu đỏ và vùng màu vàng. Mỗi vùng sẽ áp dụng các biện pháp chống dịch với mức độ khác nhau. Ngoài việc phân vùng theo mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, chính quyền Hà Nội cũng phân chia thành phố ra làm 3 vùng địa lý khác nhau, gồm vùng 1, vùng 2 và vùng 3. Các vùng được phân chia bởi các dòng sông và kinh nước. Việc phân chia 3 vùng địa lý này nhằm kiểm soát việc người dân đi lại giữa các vùng. Chính quyền sẽ ngăn đường và lập các chốt kiểm soát ở các trục đường liên kết giữa các vùng. Công an Hà Nội sẽ chủ trì cấp giấy đi đường có nhận diện thông qua mã QR cho những người đủ điều kiện ra đường. Việc cấp giấy này dự kiến sẽ được triển khai vào ngày 4 tháng 9. Hà Nội đang chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 gia tăng trong những ngày gần đây, hàng trăm ca nhiễm mới đã được ghi nhận chỉ trong mấy ngày vừa qua và tổng cộng đã có 42 ca tử vong. Hôm 1 tháng 9, chính quyền Hà Nội đã bắt đầu đưa hơn 1.200 người dân tại ổ dịch ở quận Thanh Xuân đi cách ly tập trung. Đây được cho là khu vực có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất ở thủ đô với hơn 380 ca. Chính quyền thủ đô cũng đã lên kế hoạch sẽ kích hoạt các trung tâm cách ly tập trung với sức chứa khoảng 100.000 người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội từ ngày 6 đến ngày 21 tháng 9, giờ ý nhi thời báo đi trình bày. Cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào bản tin lần tới. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào tạm biệt.